cũng vậy à. Phụ ra thử coi. Này trên đây có cái cảnh nè. Phụ ra coi. Tà gì thế? Hello mọi người nha, chào mừng bà cô chú chị trở lại với kênh của Nguyễn Hải nha mọi người. Thì xin các bạn nhìn ra chị Giai để đăng ký kênh và like ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Thì kênh chính thì có số vấn đề mình cũng đang giải quyết, các bạn đợi nha. Thì khi nào thông báo lại thì mình sẽ thông báo sớm nhất ha. Thì bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục công việc, thì không để các bạn chờ lâu. Hôm nay lại tiếp tục video căng tên nha mọi người. Thì nói chung là chờ hôm nay cũng sắp diễn mưa rồi, mình là tranh thủ ha, chứ để lắc kết quay. Ok thì các bạn nhớ ăn uống đầy đủ nha. Ăn cơm xong đi rồi không mấy thì vừa ăn vừa coi like cũng được luôn. Nhưng video hôm nay cũng hơi sạch sạch xíu, không có dơ. Mọi người cứ xem video ha. Thì khi nào mà mình đăng video lên kênh chính á thì mình sẽ thông báo cho mọi người ha. Thì bây giờ thì mình sẽ qua nhà của Úc. Cái mình dọn bàn tất cả các kiểu ra, xong nó điện theo ra. Nước, nước. Làm gì? Làm xuống đây. Nghe nói bạn gành về review những món ăn trên mạng đúng không? Hôm nay mình đi kẹo đi. Kẹo hả? Kẹo lắc. Cái gì kẹo gì nó bự vậy? Hai tay vào ông nội. Hai đứa nha. Có tiền mà. Ủa sao biết tôi ra? Tao điện mày ra mà hỏi biết mày ra không? Hai cha, tao có điện bên kia đâu. Có hai cây điện bốn anh thằng sao ăn nhai? Tao biết đâu. Cây này nhiêu? Cái gì? Cây này nhiêu? Cây này như là có một cái kẹo như là có một cây 200 ngàn đó ông nội. Gì mắc với ông nội? Cây 200 ngàn. Thì ăn bình hồ lô gì? Ơi thơm quá. Thì ăn kẹo hồ lô với kẹo lô không? Gì? Cái này mua bên bên trong mà. Mua ở trung cửa không? Thử. Ai rồi thử đấy à? Liếm này, liếm 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 thử đây. Thơm à? Liếm này liếm. Chắc nào không? Mày rét à? Kỹ ta. Ê, thúi mày chắc ổn quá. Liếm trên miếng. Thử trên miếng. Thúi. Gây cái gì ta? Nữa. Ba này nha. Ê, nhìn đá mày. Cắn thử cái, cắn thử cắn. Không cầm thử. Ê, gây cái gì ha? Ê, uống cái đồ uống ngọt á. Ờ, ngọt mà không biết đây ăn sao tôi cũng biết đó, nó là kẹo. Sao mà bụi không vậy? Trời không? Ngọt cái ta. Ê, cái này sao ta? Đây bụi rồi bơ. Liếm, liếm, liếm. Anh liếm. Rồi cái ta. Anh liếm, mẹ cái kẹo anh liếm. Cái gì vậy? Review mà. Nói chuyện với người bên à. Người review sao? Thì không biết nữa, tao thấy thấy ngọt ngọt thấy giống như kẹo vậy đó. Nó lại chứ kẹo. Kẹo bầu. Bầu hả? Kẹo bầu cồn. Kẹo bầu cồn. Cái gì? Không biết nữa, để với nó kẹo bầu cồn. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu bà con. Lâu. Thiệt. Cái này nhiêu? 250 rồi. Này của bà biết ai bán không? Chồng bồn cà. Chồng bồn cà. Ờ bán. Tên là tên lạ ta. Cái nó ship để vậy đó. Chậu bùn cà. Chậu bùn cà. Dạ có là gì? Cắn. Ai khui thôi. Tính gì vậy? Thử đi, nếm mày khui. Khui khui cái này nè, cái mắt cái này. Tính gì trời? Thơm không? Khui cái này nó ấp gì nè. Con thấy ấp không? Vậy. Nó ấp cái gì? Nhị sư huynh. Hãy coi nè. Coi nè. Trời ơi. Bây giờ tính sao đây? Tính sao bây giờ nhị sư huynh? Ủa? Ủa gì vậy? Dạ, ông đậu hả? Dạ, ông đậu hả? Ê, 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 trời. Ủa, chắc chào đậu rồi. Ủa, sao lấy chào ông đậu trời? Ủa, chào ông đậu hả? Ba, đặt gì vậy? Chắc lật lộn hả? Không biết nữa, nó đã chiếc kẹo chai ghi. Nó chiếc kẹo chai ghi à? Đâu biết chào ông đậu đâu. Liếm, liếm, anh liếm, anh liếm, anh liếm. Ba, lấy chơi đi. Trời. Ra cái ghi trời. Ừ, biết nữa. Trời ông cầu. Phải không? Thiệt, cái trời ông cầu nè. Phải lại trong cái hạt cái trong. Không có, liếm thử đi. Đó, tụi bao rồi, lội chứ. Chưa nãy giờ tao lấy tao chào ông cầu bây giờ đó. Thiệt, chào ông cầu nó giỡn á. Xin lỗi nha, đừng buồn. Nếu cuộc sống này bằng tuổi với nhau là bớt mất dạy là. Ừ. Cũng hở. Hahahaha. Mặt kia lính chào ông cậu.
con trái gì vậy? Trời, làm gì tao mà... Ê, mày nghe, mày có hay đặt đồ trên mạng đúng không? Mày bán mày biết đúng không? Đặt cũng nhiều lắm đó anh. Đặt quần áo rồi này nọ nè. Tao thấy mà có cục kẹo mà lạ lắm. Mà tao mua ở Bình Dương á. Ở đâu kẹo vậy? Bộ cái gì? Biết kẹo gì? Mày của em phải không? Ừ, tao mua cho mày uống đó. Không biết quá. Không biết kẹo gì nữa. Kẹo này ăn sao? Không biết nữa. Nghe liếm cái vỏ ngoài hay sao á. Mà nó ngọt không? Vậy. Kẹo là kỳ trời, sao kẹo gì mà bự như trời rồi ăn sao hết. Ừ, thơm mày. Thơm không? Đâu, không biết anh. Là sao thơm gì? Đi liếm thử coi. Liếm luôn không? Liếm luôn. Ngọt không? Ngọt. Tại uống gì ngọt đường á. Ừ. Sao kẹo kỳ vậy? Miếng thứ vậy? Không, tại uống muốn trà đường. Thử coi, cắt thử coi. Cắt thử sao hả? Ừ. Ủa mà sao kẹo ngộ vậy? Cạp thử, cạp bể không? Bể không? Sĩ mà tính chịu. Bể ganh. Nè, để nha. Rồi sao ăn? Kẹo rồi kẹo chậu bùn cà gì nè. Kẹo gì? Chậu bùn cà. Sao kẹo nghe lạ gì kẹo nước ngoài không cái gì? Sao kẹo nghe lạ gì kẹo nước ngoài không cái gì? Ừ chắc vậy đó nhưng mà... Phải không? Nước ngoài. Liếm nữa đây. Liếm. Cắn không được. Này liếm hơi lắc mới hết. Rồi liếm gì nào nó tan hết cục kẹo này. Vậy là sao ta? Liếm hả? Ừ liếm. Gỡ này ra chơi. Cái gì? Ăn này đâu ăn cuốn ta? Ăn ở cuốn. Con nội kẹo kỳ thôi trời ơi. Mua kẹo này ai ăn được đó ba ơi. Mày gỡ có đồ nè, gỡ coi có 500 nào gỡ ra. Ê, 500 mà bởi vì em chưa trắng ngoài nó về cái vỏ người ta không nội vô ông nội. Cha nè. Kin cha ding 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 ding. Raku ra 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 sak. Ra sa. Đây cái này kẹo bông gòn vậy. Phải mà. Cái gì? Ăn không được. Không phải. Cái kỳ gì? Đồ trà bồn cầu. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh sai đèn luôn. Kẹo đồ trà bồn cầu đây. Cầu sao nó kẹo? Nó đợi chiếc kẹo kìa. Kẹo gì? Ông nội ơi, trời ơi là trời. Cái đồ trà bồn cầu. Thì sao nó kẹo chứ bạn? Trời ơi là trời. Được rồi, còn cái cây này có trà chưa? Trà rồi. Trời ơi. Ê, chắc... Ê, chắc trà nhà bố nãy gì á. Thấy ở trên đó kìa. Ba rồi chơi cái này chơi chơi số một không ai dám số hai đi lộn chơi số hai mới dám số một thì thôi xin lỗi mày đi trời chơi tao ăn xin lỗi rồi không ăn đi rồi xin lỗi được không tao chưa có ăn mà mày ăn trước thấy tao thấy thương mày không thấy mày nhờ mày tao cho mày ăn trước đó chứ không tao ăn hết giờ rồi má cắn muốn quẩy luôn cái lòng trong luôn tao nói cái tưởng nó kẹo không còn thôi để tao về tao chào cậu cho tao cảm ơn mày nha trời ba ơi ba. Đi vòng, đi này đi cho anh hoài đi vòng. Đúng đi. Tại em cứ cái này thấy bạn Dương Cảnh bán đồ review đồ dữ lắm ha. Thử cái này. Trời ơi, ông nội bị cấm like từng rồi ba ơi. Để review thử cái món kẹo em mới đặt về nè. Kẹo gì đâu? Kẹo bầu. Tôi nói nhiều chứ tôi nói không có hay. Kẹo bầu. Kẹo bầu là gì? Là gì? Kẹo bầu. Kẹo bự chứ. Kẹo lạc cái gì sao nó mùi nữa. Đây kẹo bầu nè. Đây là con chuột ở chân núi Linh Sơn tu hành đắc đạo. Vì trộm dầu ở trong chén lưu ly trước đèn Phật nên bị đày xuống trần gian làm yêu tinh ở đây. Như nằm trong cái gì á? Cái này cái vỏ là ba vỏ nè. Vỏ kẹo bầu á. Bẻ gì hả? Chưa. Sao nó để gì đó. Cũng gà. Từ gỡ sao trời. Bà nhát lại cái vỏ vậy á. Người đừng lặng im đến thế. Lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, anh vẫn xin em nói một lời. Ủa? Ủa? Cái chồng người ba chồng làm cái tay gì nè. Phải đâu? Cây trà bồn cầu. Để nó mở cái gì nào lắc lấy đi vàng vàng em mới rửa lại á. Ê mới rửa. Ê ra. Rồi. Ê đợi chiếc cậu, đợi chiếc kẹo nè. Cậy, liếm chung là được. Kẹo bầu. Cậy, liếm chung là được. Rồi. Chưa. Chưa. Chưa, lép.
Kẹo bông, tiểu không? Kẹo bông, ê Lếp, kẹo bông con. Kẹo bông con, kẹo bông cầu biết rồi. Nè Lếp, ôi Lếp. Lếp vô. Several days later. Nghe ngang làm gì? Ra review dùm cái món này ơi. Mới đặt về mà nó có 2 cây à. Mà tao để nhà hết 1 cây rồi. Cái gì? Cái này là cái gì? Nước uống. Tụi con cái nước đây. Kẹo. Kẹo này nó ăn vô khát nước lắm. Mà kẹo gì đỏ chát gì? Đếm thử miếng đi. Ngọt chứ ba. Để chiếc kẹo nè, trong đây để chiếc kẹo nè, cầm ơi. Cắn thử đi. Tự thử đi, cái này để chiếc kẹo nè, kẹo bầu nè. Ừ, cứ ngắt rồi ba ơi. Được liếm tới chừng nào? Được liếm tới chừng nào? Mày ăn sao trời? Ai biết? Tao biết cái tao mới kêu mày ra nè, tao biết cái này đâu. Cắt cái mạng, mình tưởng mày gặm mấy mạng đó. Cái mạng đặt đại gì gắn review thử coi nó sao. Kẹo này tên gì? Kẹo bầu. Kẹo bầu. Bầu cơm nè, cái bầu cơm nè. Vui lòng quay video khi bóc hàng, chết mẹ luôn quay video rồi trời. Thì quay lại đi. Lỡ khui quay gì nữa nè, tao nát chân nè, mới khui ra luôn. Mày vừa lỡ vừa khui bọc ra nè. Ăn thử đây ngon không? Ăn thử đây ngon không? Ngon bụng đặt vài cái trong đó nè. Bữa nay em chơi bữa nay ăn kẹo gì mà chà bá gì. Bánh này thơm mùi, thơm mùi thùng giấy quá. Đáng lý kẹo tao kích chịch con kẹo này cái gì chân lùi vậy? Biết nữa, ăn thử đây. Lỡ á. Như khui trong này ra gì nè. Tặng ba cái gì? Tặng bụi không à? Mới khui mà ăn bụi, nó kêu ăn mà không ăn sao nè. Như khui này ra nè. Cũng vậy à. Cũng ăn thử coi. Ngồi trên đây có cái cảnh nè. Cũng ra coi. Tà dìa. Cây trà bồn cầu. Không biết gọi là đóng kìa. Không, không biết thiệt. Không, không, không. Dễ quê lắm. Cái trên này dễ. Không biết thiệt. Quá biết. Tôi học ông cái. Tao biết cái trà bồn cầu tôi đâu mà ăn chi. Tao nhà trà bồn cầu tao rồi. Mà hãy lúc tôi khui ra. Có cái mặt gì vàng vàng hay nè. Quả là nha. Quả là nha. Bà tối ngày. Nên khi mất ông lên bây giờ. Ăn đi ơi. Ông ăn đi. Dê. Dê ăn, ăn. Ăn đi, ăn. Ông ăn đi, giờ mày ăn cái này tao ăn đâu, có mày ăn à, thôi không có gì nữa sao. Uống rồi đi. Dừ. Hả? Uống câu rồi nó lết gì trời. Mà què vậy? Khi mình ra mình lên đi hai thằng sao đủ ăn nổi. Nó đỡ mình ra nổi. Rồi cái gì? Què. Què rồi. Què què què. Ê què. Rồi lấy ghế ngồi. Chưa cho uống rồi. Uống. Đưa lấy ghế ngồi. Mới đặt về nè. Nó kêu tao á là lúc tao khui hạt. Lúc mà khui hàng cái nó quay lại mà tao lỡ khui tan nát rồi đó chị quay. Rồi sao? Luôn. Kẹo. Cái gì? Thử đi thơm không? Vô đi. Ờ, thơm thơm rồi. Nó ngọt không? Đúng ngay hả? Để ngọt. Thử. Trời đất. Ê, ngọt không? Thấy kỳ vậy? Mùi nó lỡ lỡ á. Cái kẹo gì nữa? Ngày ngậm 3 ngày 3 tim. Ngọt kỳ vậy? Kẹo bầu nè. Kẹo bầu gì? Bầu con. Còn chứ không biết kẹo gì luôn, để gì đó, để chữ kẹo chen ghi. Thử coi. Ê, y gan tài thiên ăn đào chứ. Thử coi. Ở đây dịu yêu nha, tao đi chạy xưa tao quay lại. Rồi. Rồi. Đi lấy nước uống, có 1 ca, sao uống. Tao mua thêm nước uống. Chưa. Cầm nguyên cây. Trời ơi là cả kẹo mà gõ thụng này. Đấy, nó bọng. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Tình dù chưa phai không tranh được tử ly. Trời ơi là trời cái chuồng bông cầu. Nó cắt đi mày. Mày ơi. Đúng rồi. Dạ. Tao thu luôn tên dạy.
chứ rồi. Mày trả giống đi. Rồi mày ra sổ đi. Hello. Đồ. Có giờ con trái chơi ghi không? Có. Kẹo, nên nó làm kẹo rồi nè. Mà loại trái bự á. Tờ bự gì anh? Thơm lắm. Anh tính mua, đừng. Khoan, nó cái này nó dính chịch à. Đúng rồi. Kẹo mà dính chịch à. Ừ. Mình ăn ngoài, ăn cái giỏ ngoài ăn được á. Cái giỏ ngoài ngọt ngọt á. Không có mùi anh ơi. Nhưng mà nó ngọt ngọt, giờ nó có vị ngọt ngọt á. Có gì đâu anh, nó lạc nhắc à. Nó nói là khi ăn vào một tiếng sau sẽ ngọt. Ngon quá, lâu lắm mới được ăn một trời bữa chất lượng luôn á. Kể trong này hả? Trong đó đó. Có đâu? Anh sắp nói trước sau này. Chẳng ai biết trước tương lai sau này. Tình yêu đâu biết mấy ngày có ngày nguyên. Còn nguyên đi rồi ta nữa. Ôi cây trà bồn cầu. Ôi nó vô bỏ em rồi đó. Đâu kẹo của anh đó hả? Đâu bỏ em rồi đó. Tao cái thiệt có để chiếc kẹo bầu nè. Em liếm rồi đó anh Hải. Ủa sao có gì dần dạng như này nóng nổi vậy? Rồi vì nãy tao để ở nhà ông ba tao mới không trả gì hết. Vô mỏ bà má không? Còn cái gì nữa đâu? Kẹo. Đó người ta biết làm sao anh không? Biết thì đợi hôm qua tao nói mày mốt bò mày á làm bé xinh ăn kẹo bồn cầu gì nè. Mà cố nữ này nè. Em ghi bớt nè. Để bé xinh ăn nhựa trà bồn cầu. Nhựa. Cái gọn vô biên mua hàng kế bằng. Bụng bự đất teo của cải treo lòng thòng là anh đấy. Review. Cái người cũng chết luôn hả giờ. A few moments later. Kẹo. Trả cho đồ của mày kìa. Thơm quá. Kẹo gì vậy? Thơm. Kẹo cherry. Nó nói là cái vỏ ngoài ăn ngọt lắm. Sao không thử được mùi? Thôi liếm thôi. Thôi gì bà nội. Nó là cái vỏ ngoài ăn được. Ăn lắc có vị ngọt. Giống mấy cái kẹo húi á. Không phải đâu. Ăn thử liếm thử miếng cây. Thơm không? Rồi ăn cái này nè. Này thơm nè. Em sẽ thú gì mày? Em mới liếm mà. Để lên cái này thử coi. Cái này đi. Đắt này tao để nhà tao ăn. Thơm lắm, ngon lắm. Mấy nằm ngon, nó thơm. Tao nói gì mày, y như mà sầu riêng vậy. Khách là bóc hàng để khi gặp sự cố. Này có gì đâu, gặp sự cố. Bà nội gãy răng. Ớt là kẹo gì mà nó cứng hay ghê. In vô răng không ăn được á. Cầm đi nè, cầm anh. Con khui cái gì vô này nè. Thử coi, thử coi, thử coi không nè. Ủa trời ơi. ว่าจะเลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้หนูว่าจะเลิกแต่มันก็เลิกไม่ได้ไม่รู้เป็นไงใจภวะภวงค์มาดูอะไรอ่ะcây trà bồn cầu. Trà bồn cầu. Tại mày sớm khác, mày không chịu nhìn cỏ, mày khui sao? Mày liếm lát. Nghĩ sao mày lướt nguyên trà bồn cầu mặt mày vậy? Em cắn cái đó gì đó. Vậy chứ. Ủa? Ờ đúng rồi, trà bồn cầu nè. Nó còn nước nữa nè. À. Mày cắn cái cuốn trước nhà tao đi. Trời ơi là trời, tao đi lộn ly á. Tao đi lộn ly. Ăn cái chào bằng cậu. Ai tính hôn đem về nhà. 1 minute later. Ok mọi người. Chơi gì đó mới mình kiểu như mình chơi. Mình vừa tắm vừa so á mọi người. Cái này là tự nguyện ăn mình quét đúng không? Thì các bạn nhớ thấy hay nhấn like ký kênh nha. Thì mình sẽ ra video bên cái này, mọi người nhớ đón xem bên này nha. Khi nào kênh ghi ổn định thì mình sẽ đăng video bên kia. Nhưng mà mình chưa biết kết quả đâu thì mình cứ đợi thôi. Ok, mọi người không mất cảm quá nhiều nha. Nhớ nhấn like ký kênh với mọi người.